vị và các bạn là chiếc âm ly đề lông AVC 300, bao zin mức giá chỉ 1.300.000 đồng. Nghe Molo và Siste. Molo. Chiều ngang 43,5 cm, dày 9,5 cm, chiều sâu 28 cm ạ. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc âm ly đề lông hàng bãi Nhật, và ngày hôm nay thì em giới thiệu nhanh đến các bác và anh em, dành cho các bác anh em nào mà yêu thích con này thì book luôn cho em nhé, giá 1.300.000 đồng, bao zin cho các bác và anh em nhé. Và em nhắc lại một lần nữa là hàng này chưa qua sử dụng tại Việt Nam nhé, hàng nhập về và vệ sinh sạch sẽ và tuyển chọn cũng như là gửi đến các bác và anh em luôn. Đây thì xin mời các bác anh em cùng xem qua hình thức một chút, và em cũng có tháo cái mặt luôn ra rồi để tí các bác anh em xem nội thất bên trong nhé. Mặt trước của nó đây khá là đẹp, em sẽ quay gần lại tại vì video clip này em cố định cái camera nên là phải tự quay có một mình thôi. Đấy, thì các bạn anh em xem AVC 300. Đây là các chọn ngõ vào đấy, CD này, video 1 2 3. Đấy, chọn là ngõ vào phía sau các bạn anh em nhá. Đấy. Đúng nguồn bật tắt đây. Đấy, thì em sẽ quay phía sau để các bạn anh em cùng xem nhá. Con này công suất của nó cũng tương đối bình thường, chung là không khỏe những dòng âm ly khác. Con này chạy điện 100V các bạn anh em nhé. Cầu loa này. Đấy. Cầu loa ấn mỏ chim hoặc là kẹp dây vào đây. Đấy, rất là tiện. Đây. Đấy. Modem này, AVC 300 đề lông. Nguyên số seri các bạn anh em nhé, chạy điện 100V, 45W. Made in Japan, hàng sản xuất tại chính quốc Nhật Bản. Đấy, thì các bạn anh em xem các cổng sau, các gõ vào. Các gõ vào đây ạ. Line out. Đấy. Này chỉ có một cầu loa thôi các bạn anh em ạ. Hỗ trợ trở kháng từ 8 cho đến 16 ohm. Từ 8 cho đến 16 ohm thôi ạ. Đấy. Tình trạng này khá là đẹp. Đây, em tháo cái mặt ra. Các bạn anh em xem nội thất bên trong. Đây thì em lấy cái camera ra các bạn nhìn cho rõ nhá. Đây thì các bạn anh em xem giúp em. Đấy. Ở bên trong, bên trong thì mạch nó đã thiết kế khá là gọn gàng. Đấy. Một sò đại STK4121 Cellio. Một sò đại biến thế nguồn khá là mới. Tụ, nói chung là tình trạng là tụ vẫn còn đẹp các bạn anh em nhé. Con này thì hoặc là những con âm đi này thì ra lẽ không được xin phép giới thiệu không nhiều. Em chỉ cam kết với các bác là hàng bao zin và tình trạng mới đẹp như video clip em báo. Còn về các tính năng thì nói chung là con này thì quá là phổ biến, phổ thông rồi. Những sản phẩm như thế này có cam kết là tình trạng đây. Lập tình trạng cho các bạn anh em xem mặt sau này. Đây là mặt dưới này nhá. Mặt dưới như này đấy ạ. Đấy, thông báo đến cái tình trạng cho các bạn anh em xem và cam kết là hàng nguyên zin. Đấy. Để lông này. Và giá chỉ 1.300.000 đồng là các bác và anh em sở hữu được còn đi đề lông ABC 300 này. Yeah. À, bên em giao hàng toàn quốc các bác và anh em nhé. Các bạn anh em đặt cọc 1-200, sau đó còn lại các bác nhận hàng thanh toán số tiền còn lại. Và bên em đặt cọc thì có thể chuyển khoản ngân hàng hoặc là làm có thể điện thoại. Điện thoại làm cho em 100.000 thôi nhé. Yeah. Đấy. 0908722688 đây là số điện thoại của em. Nếu như các bác và anh em nào yêu thích con âm ly đề lông bãi Nhật AVC 300 với mức giá 1.300.000 đồng, vui lòng nhắn tin gọi điện cho em nha. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở video tiếp theo. Những sản phẩm về âm ly bãi nội địa hàng bình dân thì em có rất là nhiều. Con Pure này, AD3 này, giá 2.600.000, con Technic SU 7600 giá 2.400.000 này. Đấy, còn phía sau có khá là nhiều. Con mà em chưa lên sóng thì dần dần em sẽ lên sóng hết cho các bác và anh em cùng theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo ạ.